Thực đơn hôm nay gồm cá ngừ kho, trứng luộc, cải thịa luộc, canh rau nấu với thịt băm đầy dinh dưỡng dành cho người khó khăn đang được các thành viên của Bếp Yêu Thương tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng. Bếp Yêu Thương được anh Nguyễn Tuấn Khởi, giám đốc Foodbank Việt Nam, người sáng lập mô hình tủ lạnh cộng đồng thực hiện, với mục đích mang đến nhiều hơn nữa những suất ăn ngon, hỗ trợ bà con thành phố Hồ Chí Minh vượt qua dịch bệnh. Mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 13 giờ trưa, từ thứ Hai đến thứ Sáu, căn bếp của Bếp Yêu Thương đặt tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức bắt đầu đỏ lửa với khoảng 5 đến 10 người tham gia nấu nướng. Bếp Yêu Thương cũng là một cái phần hoạt động, một dự án của Phước Long Việt Nam để chế biến những cái sản phẩm từ thực phẩm thành những cái món ngon để phục vụ cho người khó khăn. Và đặc biệt trong cái đợt dịch này thì là Bếp Yêu Thương tôi hoạt động hết công suất đến 5 bếp. Một ngày như vậy là có khoảng hơn 9.000 cái suất ăn hỗ trợ cho những cái người khó khăn, những cái người mà họ lao động mưu sinh ở vỉa hè. Thông điệp của nó là chia sẻ và yêu thương thôi. Những cái phần ăn chúng ta nếu tặng được những cái người khó khăn đó thì nó sẽ tốt hơn, đặc biệt trong cái thời điểm dịch này. Những tình nguyện viên của Bếp Yêu Thương cũng là những người đặc biệt. Họ là xe ôm truyền thống, người lao động, công nhân, mất việc làm vì dịch, cùng nhau đến bếp chung tay vì cộng đồng. Cô Huỳnh Thị Thắng, bếp trưởng của Bếp Yêu Thương, quê ở tỉnh Phú Yên, đang làm bếp cho một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì dịch bệnh, quán đóng cửa, cô thất nghiệp, ngày ngày lượm ve chai sống qua ngày. Cơ duyên trong một lần đến nhận cơm tại Bếp Yêu Thương, nhìn thấy ý nghĩa từ hoạt động, cô hăng hái xin góp sức. Các cô chú ngày ngày đến sớm, tự chủ động ăn sáng rồi chia việc mỗi người một khâu, tập trung nấu cho kịp bữa cơm trưa 11 giờ giao cho bà con. Cô mới thất nghiệp nằm nhà, nó bực bội quá, là mình làm một cái tay đi làm bếp giờ nó quen rồi. Rồi cô mới ra, cô xin một hộp cơm, mà cô thấy là có ba cô kia tội quá, bớ không kịp, làm không kịp, cô nhào vô, cô xuống làm lẹ. Ba chị em á, nó cũng ở cùng xóm với cô, nó cũng đồng lòng, nó theo cô luôn. Cô cảm thấy là cô mạnh giỏi, cho cô sức khỏe thôi, lúc nào là cô ủng hộ 100%. Bữa nào mà nghe Khởi nói qua đây, cô bánh tét bánh chưng ủng hộ cho những người cách ly là cô cũng hy sinh. Có cái gì cô cũng biết làm hết đó. Chú nói nè, mấy cô có rảnh không, xin đi làm gì đấy, giúp giúp vậy á. Thế tụi cô xúc nhau, liền luôn, 4-5 bà hết. Đó là từ đó làm đến giờ luôn á. Giúp đỡ mọi người mình thấy thương chứ. Thấy lúc ta xin cơm thấy còn nhiều cái thương lắm. Thấy cũng thích làm á. Tự nhiên mình làm nhiệt tình hứng khởi luôn á. Mới sao đi làm cho người ta chứ để tội nghiệp. Nhiều người ta cũng khổ giống như mình vậy, thấy không? Vì giãn cách xã hội, bếp đã triển khai các xe giao cơm miễn phí di động tỏa đi khắp thành phố, tăng cường trao những hộp cơm nghĩa tình cho người cần. Còn các khu cách ly, xóm trọ sẽ có ô tô chuyên chở giao đến đây. Những cô chú tình nguyện viên tham gia hoạt động cũng nhận được sự hỗ trợ từ anh Nguyễn Tuấn Khởi là những phần thực phẩm cùng phụ cấp hỗ trợ 200.000 đồng một tuần. Lúc đầu chú đi xin cơm, chú chạy sơm truyền thống, rồi anh kêu nói nhập vô đội không, đấy hả, ok. Nói chung gì chú sơm lúc này ế lắm, nói chung gì khổ ở nhà mướn. Chú làm vậy cũng thấy giúp người ta, mình kiếm 2-3 hộp cơm mình đem về gia đình cũng sống qua ngày. Mình thấy trong lòng người ta có miếng cơm ăn là mình cũng thấy vui. Cùng chú Tâm chạy xe vòng quanh giữa cái nắng gắt của thành phố, cứ đi đến nơi nào có người lao động nghèo lại nghe tiếng rao thân thương của chú: vé số, ăn cơm không? Vé chai, nay có cơm miễn phí nè. Cơm chú. Dạ em đi vé chai đây chị. Giờ đây nó dần dài hết đâu, biết đường nào đi đâu. Cứ đi bậy kiếm 20.000 kiếm được ăn. Dạ nhờ phần cơm của chú này gia đoạn báo bữa cơm trưa cho tụi em. Em rất cảm ơn chú đó. Cô gọi là cảm ơn chú Tâm đã hàng ngày phát quà cho cô ăn. Cô biết chú Tâm luôn, đây là biết. Chú mấy lần mấy cô nhỉ? Chú Tâm là chú đi phát lên, cứ trưa nào chú Tâm cũng cho mấy cô cho chai em. Cô làm 3-4 lần rồi, chú Tâm cho đó. Bếp Yêu Thương và chuyến xe giao cơm miễn phí di động hoạt động xuyên suốt mùa dịch. Hiện có 5 bếp được đặt tại quận 1, quận 8, quận Tân Phú, quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức.